Fine, chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, và hôm nay chúng ta có gì đây các bạn? Quá trời các mô hình khủng long đang nằm rải rác ở trên mặt đất. Còn coi cái gì nữa này, bự ghê chưa kìa. Wow, đa dạng cái màu sắc đó nha. Bây giờ mình sẽ thu thập nó bỏ vô cái rổ này nha các bạn, để mình đem đi rửa nó nha. Để coi đây là những con khủng long gì với màu sắc ra sao nha các bạn. Giờ chúng ta sẽ làm rất là nặng luôn các bạn. Một cái cây gì đó rất là to và rất là nặng luôn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lượm lại hết luôn. Đã chưa kìa, quá trời các dạng. Rồi hết rồi nha các bạn. Ok, bây giờ di chuyển nào, let's go. Wow, ở đây mình có hồ nước khổng lồ đấy các bạn, đẹp chưa kìa. Wow, bây giờ mình sẽ rửa cái tay mình trước nha. Ok, con bé khá là sạch đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành rửa những con khủng long này. Wow, con này rất là to và nặng luôn rồi các bạn. Ui, cho đếm vào luôn. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Therizinosaurus rất khổng lồ với móng vuốt khá là bé và cái miệng há rất là to. Đây là khủng long Therizinosaurus nha các bạn. Nhìn rất là đẹp. Wow, nhìn con khủng long các bạn mong muốn kìa. Rất là bén luôn, nhìn rất là nguy hiểm nha các bạn. Đây là con Terry của mình đây. Wow, và đây chúng ta quay lại các bạn thấy Rizino kìa các bạn, đánh nhau với cả những con goro khổng lồ nữa nha. Đó. Để một bên tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow. Wow, và đây là Deinonychus khổng lồ của mình đây các bạn, móng vuốt đồ nó kìa, nhìn rất là ngầu luôn các bạn. Một chú khủng long Deinonychus lớp vây lên rất là đẹp luôn các bạn. Con này nó hay săn mồi theo bầy đàn nha các bạn, con này nó đi theo bầy đàn rất là nguy hiểm luôn. Đây là con Deinonychus của mình đây, răng nanh rồ rất là bén luôn. Và đây là Deinonychus đây các bạn, còn khủng long với cái đầu có cái miếng mai rất là lạ kìa các bạn thấy không? Đó. Ấy chà, tiếp theo nào. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Bentaceratops khổng lồ thôi đi sở, một con khủng long khá là to lớn luôn nha các bạn. Con này nó có một cái phần đầu là một cái tấm khiên trên đầu khá là cứng luôn. Thấy con khủng long ba sừng nó sẽ đánh nhau và nó hút cái đầu và khiên của nhau các bạn, nhìn rất là lạ luôn ha. Cái Bentaceratops khổng lồ đấy các bạn, cái tấm khiên trên đầu nó khá là cứng luôn nha. Đó, thấy ngầu vậy kìa. Ê chà. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Con T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ đúng không? Bảo chúa thời tiền sử khá là to lớn với cái miệng há rất là to luôn kìa các bạn. Con này nó có một màu xanh lục bảo khá là bắt mắt luôn nha. Đó, cơ bắp đồ khá là phát triển luôn. Đây là T-Rex của mình đây, nhìn rất là. Và đây là T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ của mình để các bạn. Đó, thấy nó vừa hạ cả một con khủng long gì nhỉ? Ngầu. Ok, và đây chúng ta có gì nào? Wow, và đây là bộ găng tay của con khủng long bạo chúa T-Rex các bạn. Rất là to luôn nha các bạn, một con khủng long bạo chúa siêu ngầu luôn nha. Đây là con T-Rex Tyrannosaurus của mình đây, nhìn rất là to luôn nha các bạn, há miệng rất là bự luôn nè. Wow, Tyrannosaurus khổng lồ của mình đây rồi, ngầu chưa kìa. Ok, tiếp theo chúng ta có gì nè. Wow, và đây là khủng long bạo chúa của mình đây các bạn, con T-Rex này các bạn, ngầu chưa kìa. Một chú khủng long bạo chúa màu xanh rất là đẹp luôn nha. Đó, thấy đã chưa kìa các bạn, khá là ngầu luôn nha. Chú khủng long bạo chúa của mình đấy, có màu dạ quang khá là đẹp luôn kìa. Wow, nó đang đứng nhìn cái gì vậy? Wow, thì là Giganotosaurus các bạn, ngầu chưa. Đây cho mình lâu. Ai chà, tiếp theo đi. Stegosaurus các bạn, ngầu chưa kìa. Đó, đây là một con khủng long Stegosaurus với những cái gai khá là cứng luôn các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Một chú khủng long khá là ngầu luôn nha. Đấy, gai của nó đây các bạn, nhìn như những cái gác ngai ngói nha. Đã chưa kìa, một con khủng long Stegosaurus khổng lồ thì. Ồ, ở đây chúng ta có cả Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng vậy các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus với những cái gai sử khá là to lớn. Ừ,
Massacasaurus các bạn. Wow, một con khủng long màu vàng nha các bạn. Massacasaurus màu vàng khá là bắt mắt luôn nha các bạn. Đấy, vàng cam nha, với cái sừng khá gai như này. Quá ngầu luôn các bạn, đây là khủng long Massacasaurus mình đây. Đấy, Massacasaurus của chúng ta đây rồi các bạn. Một con khủng long đang hút nhau với con bên. Giganotosaurus các bạn, ngầu chưa kìa, con khủng long với cái phần gai khá là cứng các bạn. Đây là con khủng long Giganotosaurus nha, thiên địch của con khủng long T-Rex các bạn. Hai con mà gặp nhau sẽ lao vào đánh nhau rất là dữ dội luôn các bạn. Đấy các bạn có thấy phần gai của nó khá là nhỏ. Ở đây mình có cái Giganotosaurus khổng lồ luôn nha, đang ngầm gừ bỏ chạy bây giờ. Ngầu nha, con này rất là ngầu luôn. Wow, ở đây mình có gì đây? Thuy. Wow, ở đây mình có cái búa tho khổng lồ các bạn, ngầu chưa nha. Oh, một cái búa tho khá là to lớn luôn nha, nhìn rất là cứng luôn. Wow, to lần sống, đây, ngầu chưa. Đây là, chúng ta có hai tho các bạn đánh nhau với cả T-Rex luôn, họ đang chung đánh xét. Ở đây mình có đây bạn, Brachycephalosaurus khổng lồ với cái đầu rất là cứng các bạn. Đây là khủng long Brachycephalosaurus của mình nha. Đấy các bạn có thể thấy được cái phần lưng của nó có một cam cam này hay chưa kìa. Đây là con khủng long Brachy nha, nhìn khá là ngầu luôn á. Brachycephalosaurus mình đây rồi các bạn, một khủng long với cái đầu khá là cứng luôn nha, nhìn rất là ngầu luôn kìa, thấy chưa. Ok, và tiếp theo chúng ta cái gì đây? Wow, Ankylosaurus khổng lồ của mình đây rồi, một con khủng long với những cái gai khá là nhọn luôn các bạn. Cái đuôi là cái đại kỳ khá là cứng luôn, cứng luôn nha. Đó, đây còn Ankylosaurus của mình nha. Con này nó sở hữu cái lớp dốc dài khá là cứng luôn. Hơi những con khủng long khác muốn tấn công nó khá là khó đó. Con này cũng khá là to lớn luôn nha, bự như hơn con Stegosaurus luôn các bạn. Con này Spider-Man Ankylosaurus khổng lồ của mình đây rồi các bạn, một con Spider-Man khá là to luôn nha, rất là to. Ok, và hôm nay chúng ta có gì đây, quá trời, cái mô hình cũng lâu mới được rửa thành công rồi các bạn. Oh, đã chưa kìa, ok, cảm ơn các bạn đã hỏi mình đấy, bye bye.